Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc theo lời mời của ông Triệu Lạc Tế, người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc vừa bước qua dấu mốc 15 năm thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và đang hướng tới dấu mốc lớn khác kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18 tháng 1 năm 2025. Vậy chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có tầm quan trọng và ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ của hai nước? Khách mời của bàn tròn thế sự hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an sẽ đưa ra những dự đoán và bình luận xung quanh chuyến thăm này. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Xin chào biên tập viên Thùy Trang và quý vị khán giả Nghệ An TV. Dạ vâng ạ. Thưa Thiếu tướng, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp của hai nước. Vậy Thiếu tướng có nhìn nhận như thế nào về thời điểm diễn ra sự kiện này ạ? Như đồng chí nói, đây là chuyến đi thăm chính thức lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc. Cái chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc sau cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình đến Việt Nam vào ngày 12-13 tháng 12 2023. Trước hết chúng ta phải thấy rằng cái quan hệ Việt Nam với Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 23 tạo ra bước ngoặt mới trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Chưa bao giờ có một chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc mà tạo ra một sự kiện lớn như vậy vào tháng 12 năm 2023. Lần đầu tiên trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 36 cái bản ghi nhớ về hiệp định hợp tác kinh tế, chính trị, an ninh, truyền thông. Tôi nghĩ rằng là cái chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tổng Bí thư Tập Cận Bình sang Việt Nam tháng 12 năm 2023 tạo được bước ngoặt trong mối quan hệ Việt Nam với Trung Quốc. Để triển khai cái tuyên bố chung trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2022, cái chuyến đi thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Vương Đình Huệ là cụ thể hóa và hiện thực hóa những cái tuyên bố chung mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký vào ngày 13 tháng 12 năm 23 vừa rồi. Cái chuyến đi này là dấu mốc quan trọng. Chúng ta nhớ rằng trong vòng một thập niên vừa rồi, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả đồng chí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã lần lượt sang thăm Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc. Cái chuyến thăm này coi như là một cái dấu mốc quan trọng, đặc biệt cái mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, tức là gắn chặt cái mối quan hệ giữa nhân dân Trung Quốc và nhân Việt Nam với người đại biểu là Quốc hội của Trung Quốc của Việt Nam. Cái chuyến thăm này mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện cái vai trò của người dân Việt Nam và người dân của Trung Quốc trong việc tiếp tục vun đắp trong mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước đã được cấp cao hai nước xây dựng và vun đắp trong hai thập niên vừa rồi. Cho nên tôi nghĩ được chuyến thăm cấp nhận được lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc nó mang ý nghĩa rất lớn và góp phần quan trọng và vun đắp cho cái mối quan hệ láng giềng hữu nghị, cái đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đã được lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định trong nhiều lần. Vậy chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại. Vậy Thiếu tướng có thể phân tích rõ hơn về mục đích của chuyến thăm lần này không ạ? Trước hết ta phải nói về cái mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Trong toàn bộ chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn luôn xác định Trung Quốc là nước láng giềng hữu nghị
là hai quốc gia cùng hệ thống chính trị, cùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vì thế, Việt Nam xác định quan hệ Việt-Trung là mối quan hệ chiến lược ưu tiên hàng đầu, và đúng hơn là số 1. Quan hệ Việt-Trung là nằm ở vị trí số 1 trong toàn bộ hệ thống chính sách đối ngoại của Việt Nam. Cái điều này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định nhiều lần. Và trong văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rõ, trong tuyên bố chung Việt-Trung và Trung Việt, Việt Nam cũng luôn luôn khẳng định coi Trung Quốc, quan hệ với Trung Quốc là mối quan hệ đặc biệt quan trọng và đứng ở vị trí số 1 trong toàn bộ chính trị đối ngoại Việt Nam. Trong tất cả mối quan hệ quốc tế của Việt Nam thì Trung Quốc có vị trí đặc biệt quan trọng, là láng giềng, núi lên núi, sông lên sông, và bây giờ còn biển lên biển nữa. Việt Nam và Trung Quốc cùng thể chế chính trị phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc đã thành công và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế và xây dựng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà Việt Nam có khả năng học tập Trung Quốc. Có thể nói rất nhiều vấn đề về kinh tế, về tổ chức quản lý xã hội, về phát triển đối với đồng bào dùng dân tộc tôn giáo, Trung Quốc đã đi trước Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm. Vì thế, tôi nghĩ rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc lần này, ngoài cái việc thắt chặt mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp với nước, còn học hỏi Trung Quốc, trao đổi về bản Trung Quốc, về những kinh nghiệm tổ chức hoạt động của Quốc hội, cơ quan dân cử, những kinh nghiệm trong việc Quốc hội thực hiện giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, kinh nghiệm Quốc hội trong việc giám sát cái hoạt động thực thi hiến pháp, pháp luật Trung Quốc. Đặc biệt là Việt Nam, Quốc hội Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm của Quốc hội Trung Quốc trong lĩnh vực đưa ra những quyết sách quan trọng, tạo ra bước đột phá mang tính thần kỳ của Trung Quốc. Có thể nói rằng trong hơn 40 năm vừa rồi, Trung Quốc đã tạo ra bước phát triển đột phá mang tính thần kỳ. Cái phát triển của Trung Quốc trong 40 năm vừa rồi dưới đường lối cải cách mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, mà Quốc hội Trung Quốc là cơ quan hoạch định những vấn đề cơ bản về chiến lược phát triển, đã có vai trò đặc biệt quan trọng. Tôi nghĩ rằng chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này là có ý nghĩa, vừa trao đổi, vừa học tập, vừa củng cố, góp phần củng cố cái nền tảng, cái mối quan hệ Việt-Trung đã được xây đắp từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông. Vì thế, chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của Việt Nam, cũng như củng cố mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc trong bối cảnh khu vực và thế giới có quá nhiều biến động phức tạp và khó lường. Ngay tại khu vực ASEAN thôi ạ, cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vừa rồi chắc chắn cũng sẽ tạo ra những cái bước phát triển mới. Bầu cử thủ tướng Campuchia và những diễn biến gần đây, bầu thủ tướng mới ở Thái Lan, tất cả những vấn đề đều tác động đến mối quan hệ của Việt Nam, quan hệ Trung Quốc. Và rõ ràng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương này, các tập hợp lực lượng đứng rất nhanh chóng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine, cuộc chiến tranh Israel-Hamas, tất cả đều tác động đến quan hệ của Việt Nam-Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng trong chuyến đi thăm Trung Quốc lần này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ chắc chắn sẽ trao đổi với người đồng cấp để tiếp tục củng cố thêm, làm rõ hơn, củng cố nhận thức thống nhất với nhau trước những vấn đề nóng bỏng khu vực và thế giới. Từ đấy, cơ quan lập pháp hai nước có những quyết định sáng suốt đúng đắn trong việc tổ chức hoạt động của nhà nước Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh thế giới hết sức phức tạp. Vì thế tôi nghĩ rằng cái bối cảnh này, cái chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ này là có
ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra một cái bước ngoặt, góp phần bước ngoặt quan hệ Việt Trung trong bối cảnh khu vực thế giới biến động hết sức khó khăn và khó lường được, có thể nói như vậy. Vâng ạ. Vậy thì nói về mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc thì quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước có vai trò như thế nào để thúc đẩy mối quan hệ này ạ? Và Thiếu tướng có nhận định như thế nào về kết quả của chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Trung Quốc ạ? Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi xin có ý kiến thế này. Thứ nhất, cái chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Quốc hội Trung Quốc, Quốc hội Việt Nam là làm luật, xây dựng hiến pháp pháp luật. Cái chức năng thứ hai là giám sát hoạt động với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, giám sát hoạt động của nhà nước Trung Quốc Việt Nam. Kinh nghiệm Trung Quốc có rất nhiều trong việc xây dựng pháp luật. Quốc hội Trung Quốc là thành công trong việc giám sát hoạt động của nhà nước Trung Quốc. Tôi nghĩ cái điều này qua cuộc kiến thăm của Trung Quốc lần này, Quốc hội Việt Nam sẽ học được rất nhiều vấn đề kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam, thể hiện trong việc làm luật và giám sát nhà nước với chức năng là cơ quan tối cao giám sát của nhà nước. Vấn đề thứ hai, có thể nói cái Quốc hội Trung Quốc của Việt Nam là nơi đưa ra những quyết định quan trọng nhất để cho phát triển đất nước. Vấn đề đầu tư vào đâu? Hàng năm ở Trung Quốc, ở Việt Nam, đầu tư như thế nào? Quy mô đầu tư, tất cả thuộc trách nhiệm quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chúng ta phải hiểu rằng Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Những quyết định quan trọng nhất để đất nước phát triển đúng hướng, phát triển nhanh bền vững đều xuất phát từ Quốc hội cả. Vì thế, tôi nghĩ rằng chuyến đi thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần vào nâng cao cái hiệu lực hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong việc đưa ra những quyết sách chiến lược quan trọng phát triển đất nước nhanh chóng bền vững trong thời gian tới đây, cũng góp phần vào việc rút kinh nghiệm cái hoạt động của Quốc hội Trung Quốc áp dụng ở Việt Nam. Tôi xin lưu ý các bạn, Quốc hội Trung Quốc họp rất ít, mỗi năm họ chỉ họp 2 lần, mỗi lần không quá 2 tuần lễ. Riêng cái điều này cũng gây chúng ta rất nhiều vấn đề. Chúng ta họp có lúc 1 tháng, 2 tháng, 2 kỳ, nhưng Quốc hội Trung Quốc họp rất ít ngày, mỗi kỳ họp của nó tối đa là 2 tuần thôi. Cái điều này gợi ý cho Quốc hội Việt Nam, như vậy là Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải làm việc như thế nào? Có khả năng rút ngắn thời gian họp của Quốc hội không? Nên vì thế tôi nghĩ rằng chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc lần này nó có ý nghĩa rất lớn, góp phần vào học tập kinh nghiệm của bạn, nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong việc đưa ra những quyết sách quan trọng bậc nhất để đưa Việt Nam phát triển nhanh chóng bền vững trong bối cảnh thế giới khu vực thường xuyên biến đổi phức tạp và khó lường, có thể nói như vậy. Vậy thì trong bối cảnh là hai bên đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai của Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại, thì theo Thiếu tướng, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ đặt ra những yêu cầu mới nào ạ? Trong một tuyên bố chung của chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong tuyên bố chung có nói là Việt Nam được xây dựng cộng đồng hướng tới tương lai. Cộng đồng hướng tương lai, muốn xây dựng một cộng đồng hướng tương lai thì trước hết 1 tỷ 400 triệu người Trung Quốc và 100 triệu người Việt Nam phải hiểu được thực chất mối quan hệ Việt Trung, phải hiểu được cái lợi ích trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Trung và Trung Việt. Mà cái điều này, Quốc hội là một cơ quan đặc biệt quan trọng, cơ quan dân cử. Người dân Trung Quốc cử được Quốc hội Trung Quốc, người dân Việt Nam cử được Quốc hội Việt Nam. Và vì thế,
trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam, trách nhiệm của Quốc hội Trung Quốc là phải giải thích, tuyên truyền, giúp cho 1.400.000.000 người Trung Quốc và 100.000.000 người Việt Nam hiểu rõ cái mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc, và hướng tới một cái tương lai. Cái điều này hết sức quan trọng. Có thể nói, Quốc hội là quyền của dân, quyền lực của người dân thể là Quốc hội. Và vì thế, việc xây dựng cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc hướng tới một tương lai, người dân phải hiểu, phải biết, và chính thức 1.400.000.000 người Trung Quốc, 100.000.000 người Việt Nam là những chủ thể tổ chức thực hiện, thúc đẩy cái mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, hiện thực hóa cái mối quan hệ chiến lược đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và hướng tới tương lai. Chính cái việc này, người dân là chủ thể, và người dân cũng là chủ thể được hưởng cái lợi ích từ thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam. Cho nên trong đấy, tôi muốn nhắc các bạn rằng Quốc hội là của dân, do dân bầu ra, phục vụ lợi ích của người dân. Và vì thế, trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc lần này, là một lần nữa, hai bên hợp tác với nhau, trao đổi kinh nghiệm với nhau, trong việc thể hiện được cái vai trò quyền lực của người dân, trong việc hiện thực hóa cái mối quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Trung Quốc-Việt Nam, hiện thực hóa cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc hướng tới tương lai. Nhưng trong vấn đề này có thể nói là xuất phát từ một luận đề cơ bản, Quốc hội là quyền lực của dân. Bản chất Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lực của người dân. Và vì thế, cái chuyến thăm của lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc, một lần nữa, thể hiện cái vai trò quan trọng của 1.400.000.000 người Trung Quốc và 100.000.000 người Việt Nam trong việc thúc đẩy, củng cố, phát triển cái mối quan hệ hữu nghị Việt Trung và hiện thực hóa cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong bối cảnh mới. Bản thân Quốc hội đã đại diện cho quyền lực của dân, thực chất toàn bộ quyền lực của dân thể hiện trong Quốc hội, và vì thế chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quan trọng nhất là người dân quyết định, cả Việt Nam và Trung Quốc, và trách nhiệm này thuộc về cơ quan Quốc hội đại diện cho quyền lực người dân. Vì thế tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có rất nhiều ý nghĩa trong việc củng cố mối quan hệ Việt Trung, trong việc nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động Quốc hội, trong việc thể hiện cái vai trò quyền lực của người dân trong hoạt động Quốc hội. Đấy là ý nghĩa rất lớn của chuyến thăm này. Vâng ạ, vậy qua chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì Thiếu tướng có đánh giá như thế nào về cơ hội và thách thức của quan hệ hai nước trong thời gian tới ạ? Nói về cơ hội và thách thức của quan hệ Việt Trung trong thời gian tới đây, thì phải thấy rằng là cái quan hệ Việt Trung là một quan hệ hữu nghị láng giềng lâu đời, được thử thách qua quá trình lịch sử lâu dài. Thì mối quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước với nhân dân hai nước, một quan hệ truyền thống hữu nghị. Nhưng trong bối cảnh khu vực thế giới này, rõ ràng cả Việt Nam và Trung Quốc bên cạnh cái thuận lợi là lớn, cũng có rất nhiều thách thức. Ngay tại khu vực châu Á Thái Bình Dương này, đang hình thành những cái tập hợp lực lượng, có thể nói rằng là những cái tập hợp lực lượng mang tính đối phó, cạnh tranh với nhau. Các cường quốc trong và ngoài khu vực có những tập hợp lực lượng đối phó với nhau, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Chính cái điều này đặt ra những vấn đề thách thức đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Và trong đấy, vấn đề quan trọng nhất là cả Việt Nam và Trung Quốc phải có nhận thức thống nhất, đúng đắn về cả cơ hội và thách thức. Cái quan trọng nhất là khi hai đảng, hai nhà nước trong đề có Quốc hội phải trao đổi để có nhận thức thống nhất về những cơ hội
và những thách thức đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Cái quan trọng nhất là tạo ra thống nhất về nhận thức và thách thức cơ hội. Từ đấy mới có biện pháp hợp tác với nhau để các từng nước một tận dụng tối đa cơ hội vượt qua thách thức. Chứ việc đầu tiên mà quan trọng trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Chủ tịch Vương Đình Huệ là trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp hai nước về những thách thức, về những cơ hội mà cả Việt Nam và Trung Quốc đang phải có thể tận dụng và đang phải đối mặt. Chính vì thế, cái nhận thức của Quốc hội hai nước, những thách thức và cơ hội đối với khu vực, đối với thế giới nữa, hết sức quan trọng. Khi Quốc hội có nhận thức đúng về cơ hội và thách thức đối với khu vực và thế giới, thì chắc chắn chính phủ sẽ đưa ra những quyết sách kịp thời, ứng phó hiệu quả. Chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh khu vực và thế giới đang biến động hết sức phức tạp, khó lường như hiện nay, thì việc tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác giữa hai cơ quan Quốc hội Việt Nam Trung Quốc là hết sức quan trọng, tạo ra một nhận thức đúng đắn thống nhất với nhau. Trong bối cảnh mới, những cái thách thức và cơ hội Trung Quốc Việt Nam phải đối mặt, từ đây hỗ trợ giúp đỡ nhau, tận dụng tối đa cơ hội, vượt qua thách thức, để từng nước một có bước phát triển nhanh chóng bền vững, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hai nước theo kỳ mục tiêu đặt ra là đối tác chiến lược và toàn diện. Vì thế, tôi nghĩ cái việc Chủ tịch Quốc hội đi thăm Trung Quốc lần này có một vấn đề hết sức quan trọng là cơ quan lập pháp hai nước có cái trao đổi nhận thức thống nhất với nhau về những thách thức và những cơ hội do tình hình của khu vực thế giới đặt ra. Đấy là nền tảng để các cơ quan hành pháp xây dựng chính sách ứng phó hiệu quả kịp thời. Chứ trong bối cảnh càng phức tạp, càng khó khăn khó lường, thì việc trao đổi giữa cơ quan lập pháp với nước hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt, vừa góp phần vào phát triển của từng nước một, vừa thúc đẩy mối quan hệ song phương và góp phần vào duy trì cái xu thế hòa bình, ổn định hợp tác ở khu vực và thế giới của Việt Nam và Trung Quốc. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tướng về những bình luận sâu sắc vừa rồi ạ. Thưa quý vị, kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị, mối tình thắm thiết Việt Hoa vừa là đồng chí vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại của chúng ta. Đến đây thì chương trình Bàn tròn thế sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang web truyền hình nghệan.vn hoặc kênh YouTube Nghệ An TV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.